Dạ thưa ông, trước hết chúng tôi xin được chân thành cảm ơn ông đã dành cho Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt cái cuộc phỏng vấn hôm nay để dùng vào phim Hành trình tìm tự do của người Mỹ gốc Việt. Trước hết xin ông cho biết tên, sinh quán ở đâu và ông hiện cư ngụ tại đâu? Dạ, thưa chị Triều Giang, xin cảm ơn chị cho chúng tôi cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Mạnh Trí, sinh trưởng tại Huế năm 1942. Thì tôi học trung học ở Huế cho đến khi tốt nghiệp tú tài. Thì năm 1960 tôi vào Hải quân. Và tôi ra trường năm 1962. Thì năm 64 tôi được cử để đi lãnh giặc Hạc Quy 10, thì tất nhiên là giặc Hồ Tấn tổng hàm Nhật Tạo, và sau này bị chìm trong cái trận mà Hải chiến Hoàng Sa. Thì cho đến tôi phục vụ rất là khá nhiều đơn vị chiến đấu. Thì đầu năm 1973 thì tôi được lên là trung tá thực thụ. Và cuối năm 1973 tôi cùng với đại tá Hà Văn Ngạc được Bộ Tư lệnh Hạm đội cử ra Đà Nẵng vì cái tình hình sôi động tại Hoàng Sa. Và sau cái cuộc hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, thì tôi được ở lại luôn, được đề cử chỉ huy một đơn vị ở tại Đà Nẵng cho đến ngày 28 tháng 3 năm 1975 là ngày Đà Nẵng mất. Và sau đó tôi đi về, tôi dẫn đơn vị đi về Vũng Tàu, và sau đó thì tôi rời Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thưa ông, tức là ông đi bằng cái phương tiện là gì ạ? Dạ, tại vì tôi là hải quân, thành thử là thì tôi đi phương tiện hải quân thì nhiều lắm. Thành thử tôi đi với cái đến một chiếc tàu của một người bạn làm hàm trưởng. Thưa ông, cái này hơi ra ngoài vấn đề một chút là ông còn nhớ cái buổi chiều hôm đó mà ông ra khỏi cái hải phận Việt Nam, ông nhìn thấy cái quang cảnh di tản lúc bây giờ như thế nào? Dạ, thưa thế này, tình hình của Vũng Tàu đó thì tương đối nó còn nhẹ hơn là tình hình ở Đà Nẵng. Đà Nẵng thì là một sự hỗn loạn. Nhưng mà nếu như mà chị ở Vũng Tàu vào tháng 4 năm 1975 đó, thì chị nhìn ra biển Đông đó, nó giống như một cái thành phố nội của đế thất hàm đội vậy. Là đèn rực sáng như một thành phố nội. Thành tự là nói cho cùng đó thì là người Mỹ đã chuẩn bị để di tản số người Việt Nam rồi. Yeah. Còn những cái cảnh mà những cái tàu của mình lớn nhỏ đi ra đó, và hôm lúc đó đi ra hải phận thì ông còn nhớ là buổi sáng hay lúc bây giờ rất như thế nào, cái quang cảnh như thế nào? Dạ thưa thế này, hạm đội Việt Nam từ Sài Gòn ra thì họ đi về Côn Sơn, và sau đó đó họ được hải quân Mỹ hướng dẫn để đi qua Subic Bay. Còn tôi thì tôi đi một riêng lại một chiếc kêu là tàu sửa chữa riêng, thành thực tôi không có đi chung với hạm đội. Tức là đi một nhóm riêng thôi chứ không đi cùng một lúc để ra. Dạ tôi không đi chung với hạm đội, tôi đi có thể nói là tôi đi trước độ khoảng nửa ngày. Dạ. Thưa ông, hiện ông đang cư ngụ ở đâu ạ? Dạ, tôi đang cư ngụ ở tại Orange County, California. Dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa ông, thì ông có liên hệ với một người gia đình, với một người vị tướng, và người này đã dẫn chết vào cái ngày mà Sài Gòn mất. Thưa ông, có thể nói cái sự liên hệ giữa ông và thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam như thế nào không? Dạ, thì cái vấn đề này nó hơi dài dòng một chút, thì tôi sẽ đi từ cái thuở thiếu thời cho đến lúc mà ông tự sát. Thì gia đình bên ngoài tôi, thì lúc mà tôi độ khoảng năm 1948 là tôi khoảng độ 6 tuổi. Thì tôi ở chung gia đình với ông ngoại tôi. Thì theo lời ông Nguyễn Khoa Phước, tất nhiên là người cậu mà trẻ nhất của gia đình tôi đó, thì ông ngoại tôi lập gia đình với bà ngoại đầu tiên. Thì sinh ra được hai ông cậu lớn và bà cụ tôi. Nhưng mà chẳng may thì hai ông cậu lớn đều mất hết, mất rất còn trẻ. Thành thử chỉ còn bà cụ tôi. Và sau đó ông ngoại tôi lập gia đình với bà ngoại hai. Thì sinh ra ông Nguyễn Khoa Nam và ông Nguyễn Khoa Phước. Thì là tôi chỉ biết bà ngoại hai thôi chứ tôi không biết bà ngoại đâu. Thì thời gian từ 1948 cho tới 1952, thì tất cả đại gia đình chúng tôi ở đây chỗ quay như là một cái khu vườn rất là rộng ở bến đò Chợ Dinh. Và sau đó khi mà ông ngoại tôi mất đó, thì chúng tôi dời lên đường Gia Hội. Thì chúng tôi với ông Nam với ông Phước ở chung với nhau cho đến khi
cho đến khoảng 1953 thì ông Nam vô bị động viên vô trường và võ bị Thủ Đức. Và sau đó đó thì ông tình nguyện qua nhảy dù. Thì sau đó thì tôi cũng đi vào hải quân và ông thì ở nhảy dù. Thì chỉ có một lần tôi được gặp ông là lúc ông làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn năm nhảy dù đang ra đánh Đà Nẵng, đánh Quảng Ngãi. Thì tôi có gặp ông, hai cậu cháu có gặp ông một lần. Và cái thời gian mà tôi được ở với ông nhiều nhất là năm 1971, là tôi về chỉ huy một liên đoàn đặc nhiệm của Hải quân ở tại căn cứ Đồng Tâm. Lúc đó là ông là sư đoàn 7, ông là tư lệnh sư đoàn 7. Thì là hai cậu cháu cũng có cái, ông cũng có cái sự mà thương yêu đối với tôi. Thành ra ông cho tôi những cái chuyện rất là nhỏ nhỏ, nhưng mà họ, cái người, tất cả anh em bên bộ binh họ rất là ngạc nhiên khi thấy rằng cái tình của ông đối với là cái người cháu. Thì đến 1973 thì tôi trở về lại hạm đội, và cuối năm 1973 thì tôi cùng với đại tá Hà Văn Ngạc được lên ra Đà Nẵng vì cái tình hình sôi động tại Hoàng Sa. Thì chị cũng biết là trận hải chiến Hoàng Sa sẽ ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, và sau khi mà mình mất Hoàng Sa rồi đó thì tôi được là phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại cho giữ cái chức vụ là chỉ huy trưởng hải đội 1 dân phòng. Và tôi ở Đà Nẵng cho đến ngày 28 tháng 3 năm 1975, là ngày Đà Nẵng mất luôn. Thì khi mà tôi về lại Vũng Tàu đó thì tôi cũng buồn, rất là buồn. Thì tôi cố gắng liên lạc với tướng Nam, lúc đó ông đã làm là tư lệnh quân đoàn 4 rồi. Thì ông không trả lời. Tại vì, nhưng mà sau đó thì có một cái người chánh văn phòng, thiếu tá Đức chánh văn phòng, có trả lời cho tôi biết là nói là trung tướng, à thiếu tướng nói là trung tá cứ ở đó, Vũng Tàu đi yên thân rồi. Thì và khi mà tôi di tản từ Vũng Tàu qua Subic Bay, qua Guam, thì đến khi tôi qua Guam thì biết là đã có biết được là ông đã tự sát rồi. Thế để hiểu về người của tướng Nguyễn Khoa Nam một chút, thì ban nãy ông có nói rằng ông Nguyễn Khoa Nam đối xử với ông một cách đặc biệt, cho những cái người nhỏ để một cái tỏ tình thương mến giữa một người cậu với một người cháu. Thì ông có thể kể những cái chi tiết là cho cái gì, cư xử ra sao để mà ông có cảm thấy rằng mình có cái tình cảm đặc biệt với người cậu của mình? Cái tình cảm ông rất là lạ. Đôi khi ông làm những cái chuyện rất là nhỏ, nhưng mà cái tất cả mấy cái sĩ quan của sư đoàn 7 họ rất là ngạc nhiên. Giả sử có lần thì ông bảo ông chánh văn phòng hoài tối qua gặp ông nói chuyện gì đó, thì tối qua thì tôi thấy cả một số đại tá đang chờ để mà gặp ông á. Thế mà ông bảo là chánh văn phòng vô lại có trung tá Trí gặp ông, thế là ông nói rồi vô đi. Trong khi đó tất cả quý vị đại tá khác lại đứng chờ ông ở ngoài. Và ngoài ra thỉnh thoảng ông cứ bảo là giả sử là 12 giờ khuya ông bảo cho ông tùy viên đó, cho loại trung tá Trí qua phòng hành quân gặp ông. Thì qua rồi là hai cậu cháu ngồi nói chuyện chơi với nhau, thì tôi phải ngồi với ông đủ một tiếng đúng không, thì xong rồi về thôi, không có chi hết. Cái câu chuyện chơi đó là cái câu chuyện gì ông? Thì ông cũng hỏi chuyện hành quân rồi hỏi chuyện hải quân rồi vậy ra vậy thôi. Nhưng mà ông, tại vì ông là ở trung suốt đêm, thường thường là ông ở trung tâm hành quân, ban ngày thì ông đi bay, ban đêm thì ông ở trong trung tâm hành quân. Thành thử tình thoảng ông gọi tôi qua thì hai cậu cháu cũng nói chuyện gia đình rồi cũng nói chuyện quân đội rồi vậy thôi. Dạ. Tức là theo ông nghĩ là vì sao ông lại làm cái chuyện đó? Chắc là tại vì thế này, tôi là cái cháu đầu tiên, coi như là cháu ngoại đầu tiên, và ông cũng nhìn vô cái background tôi kỹ lắm. Thì đôi khi ông nói thế này, ông nói mi đi đơn vị chiến đấu nhiều thì có tương lai lắm, thành thử cố gắng giữ đừng để cho dính dáng vào những cái chuyện rắc rối. Dạ. Cũng như là có lần thì là bà cụ vợ tôi, bà về vùng Đông Thâm thăm vợ chồng tôi, thì bà già vợ tôi bà nấu ăn cháy rất là ngon. Thì tôi có nói với ông, tôi nói là bà già vợ của cháu là mới về đó, thì cậu có muốn dùng cháy không? Thế là ông nói ok, ăn cháy đi. Thế là ông đưa cả ông trung tá cố vấn nữa, khóa ăn cháy. Ông trung tá cố vấn khen ngon, tưởng là đồ mặn. Mà ông trả ra đồ này đồ cháy không à, chứ không phải là đồ mặn. Thì cũng rất là vui.
Thưa ông, những cái câu nói của ông Nguyễn Khoa Nam với ông, với riêng ông, ngoài cái việc mà lời nhắn nhủ nói là đừng có động chạm những chuyện rắc rối đó, thì ngoài ra có những cái lời nhắn nhủ hay lời nói nào mà ông hôm nay vẫn còn nhớ nhớ về cái lời nói của ông dành riêng cho ông không? Dạ, đó thì có lẽ là cái lần độc nhất mà ông nói với tôi về cái tương lai của tôi. Chứ còn thật sự thì ông cũng ít nói lắm, là thì qua phần lớn là vấn đề gia đình. Và có một cái điều đó mà sau này cái dòng họ Nguyễn Khoa đó cũng hơi không được vừa ý đối với ông, tại vì ông tránh thân thuộc. Đối với ông là ông chỉ có biết là nhân viên thuộc quyền và cái những binh sĩ của ông thôi, còn ông rất là tránh cái thân thuộc. Thành vì tự điều sao vậy? Dạ, tại vì thế này, có lẽ là cũng là ông cũng nghĩ rằng là giả sử nói ba con mà xuống chắc có việc gì cần đến ông, nhưng mà ông thì không muốn mà sẵn sàng để về chuyện đó. Thành thử ông cứ là để nói là ông bệnh thôi. Thường thường là tại vì dòng họ có một lần là ông Nguyễn Khoa Hữu năm 72, ông Nguyễn Khoa Hữu tất nhiên là em cùng cha khác mẹ với là ông ngoại tôi, thì ông Hữu có một cái việc xuống mà cần nhờ ông, là tại vì ông Hữu có người con là bây giờ là trung tá biệt động của Nguyễn Khoa Lộc, thì có lẽ là ông Hữu muốn xuống nói gì về vấn đề ông Nguyễn Khoa Lộc đó. Tại vì ông Lộc lúc đó là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân, thì qua ở nhà tôi, thì tôi nói với ông, tôi nói về ông Nam là tôi nói là cậu ấy có ông Lộc muốn thăm cậu đó, à có ông Hữu muốn thăm cậu đó. Thì ông nói là chắc là nói chuyện ông Lộc cái gì. Thì ông cười, ông nói thôi nói với ông Hữu là ta bận lắm, không tiếp được đâu. Thế là ông Hữu là phải ở với tôi 2 ngày xong rồi đi về thôi chứ ông tiếp. Thưa ông, thì như vậy gần gũi và qua những cái sự giao tiếp cũng như là những cái suy nghĩ của ông dành cho tướng Nguyễn Khoa Nam, thì theo cá nhân ông thì ông nghĩ là ông Nguyễn, thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam. Thông trở lại vẫn câu hỏi ban nãy, thì ông có thể cho biết là tướng Nguyễn Khoa Nam là người như thế nào? Thưa chị, là tướng Nam vào năm 1951 thì ông tốt nghiệp trường hành chánh ở tại Huế và ông làm chủ sự. Lúc đó là trước khi ông đi vào Thủ Đức đó, thì lúc đó thì cậu cháu vẫn còn ở nhau và ông đi đâu là mặc cầm lê màu vàng, giống như một cái văn nhân vậy. Và ông ăn là ông ăn đồ Tây, ông ăn tại Moran, tức như là lấy đồ ăn về cho ông là để ông ăn. Và là cái thời gian đó thì khoảng độ 2 năm gì đó, và sau đó thì ông đi vào Thủ Đức. Thành thử là khi mà ông về sư đoàn 7 đó, tất cả sĩ quan với nhân viên sư đoàn 7 thấy ông tư lệnh sư đoàn lạ lắm, là ông ăn nói rất là nhẹ nhàng, mà ông không bao giờ ông la ai hết á. Ông chỉ nói mà đôi khi có những cái chuyện mà đôi khi ông dần lắm đó thì ông chỉ mỉm mũi lại thôi. Thì thôi chứ ông bao giờ ông nặng nề đối với sĩ quan, là ông không còn nặng nề đối với lính. Thì cái cả tánh ông là như vậy. Sự một vị tướng mà rất là lặng lẽ mà còn như là ông diễn tả đó là nói năng rất nhỏ nhẹ. Nhưng mà ngược lại những người cấp dưới của ông thì có sợ ông không? Dạ, ông, tại vì được khi tôi nói về vấn đề này á, tôi cũng xin nói thêm. Cho đến nay ông tự sát là ông người độc thân, ông không có gia đình. Thì thật sự thì trong gia đình thì tôi cũng biết được một vài chuyện về cái cuộc đời cá nhân của ông. Nhưng mà kể từ lúc mà ông làm tư lệnh mà lữ đoàn 3 nhảy dù đó, thì quá như là ông cống hiến cuộc đời của ông cho quân đội. Thành sự là ông rất là ông là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù. Nhưng mà đến khi ông về làm tư lệnh sư đoàn 7 thì lúc đó sư đoàn 7 đang có vấn đề. Và ông có thể nói là ông cả ngày cả đêm là ông lo cho sư đoàn. Nhưng mà đồng thời đó, thì sư đoàn cũng là đi hành quân rất là dữ và liên tục ngày tháng này qua ngày tháng nọ,
Và trong năm 72 khi mà làm lường giả tại bộ tổng tham mưu đó, thì sư đoàn 7 nó còn đứng tên cao hơn là sư đoàn nhiệm vụ với sư đoàn thủy quân lục chiến. Tại vì chị cũng biết sư đoàn dù với sư đoàn thủy quân lục chiến là những lực lượng trừ bị, thành thử họ đánh những cái trận mà kêu là danh tiếng thôi. Còn sư đoàn 7 họ đánh ngày này qua ngày nọ, là tháng này qua tháng nọ, thành thử đến khi lường giả đó thì cái sư đoàn 7 nó còn cao hơn là sư đoàn nhiệm vụ với sư đoàn thủy quân lục chiến. Coi như thường trực. Dạ, thường trực. Mà ông đánh là ông tại vì thế này này, ông là độc thân, thành thử suốt ngày ông ngày thì ông đi bay, còn đêm thì ông ở trung tâm hành quân thôi. Thành thử ông không, coi như là ông không cần một cái hobby nào hết, và không cần bây giờ ông có cái vướng víu về vấn đề gia đình. Thưa ông, thì thân cận như vậy thì ông có biết lý do vì sao mà ông ở độc thân không? Bởi vì ông lo công vụ hay là có mối tình nào là ông quyết định như vậy hay như thế nào? Ông có biết vì sao quyết định? Tôi chỉ biết là theo lời ông cầu tôi nói, thì lúc mà thời gian còn ở Huế đó, thì ông có thương một cái bà nào đó, và bà đó sau này đi qua Pháp lấy chồng bác sĩ. Thành thử sau này nói là ông thỉnh thoảng ông cứ ngồi ông vẽ chân dung bà. Còn từ lúc mà ông về mà lữ đoàn ba nhảy dù đó, thì cũng có vài người mà thương ông. Nhưng mà lúc đó có lẽ ông muốn cống hiến đời ông cho quân đội rồi, thành thử ông không nghĩ đến cái trường lập gia đình. Tức là ông cũng có bóng hồng trong đời, nhưng mà vì lý do công vụ sau đó thì ông chăm chú về công vụ nhiều hơn. Gì hơn? Thưa ông thì cái sự mà ông cũng có một dạo mà coi như là làm việc gần với ông, thì theo ông thì những cái cá tính của ông và những cái tài của ông như thế mà áp dụng vào thì cái công việc của ông, ý muốn nói là có thành công không trong cái vai trò nhiệm vụ của ông Sứ Quan Nam theo nhận xét của ông? Thì chỉ biết là trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, thì nó cũng có cái vấn đề mà làm việc thì cũng có cái người này hợp với người này, không hợp với người kia. Nhưng mà lúc ông mà đã về làm tư lĩnh sư đoàn 7 đó, thì người ta nói rằng, tất cả mấy sĩ quan nói rằng là tương lai của ông là làm tư lĩnh quân đoàn và có thể làm tổng tham mưu trưởng. Nhưng mà đó, ông là cái người kín miệng, bao giờ ông nói chuyện đó đâu. Thì thật sự trong thời gian làm sư đoàn 7 thì cũng có một vài chuyện mà có lẽ tạm gọi là không vừa lòng ông. Nhưng mà ông bao giờ, ông là cái người mà quá như người chiến sĩ là tuân lệnh thượng cấp, thì thượng cấp chỉ định như thế nào thì ông làm thế đó. Dạ vâng, thưa ông, thì có một vài giai thoại gì về tướng Vũ Khoa Nam mà ông muốn chia sẻ không? Dạ, thì thật sự thì tôi về Đồng Tâm độ khoảng độ nửa năm sau đó, thì tất cả mọi người đều biết là tôi là cháu của tướng Nguyễn Khoa Nam. Tại vì thế này, mỗi lần ông đi bay mà thăm viếng đơn vị đó, thường thường ông kéo tôi đi theo. Thành thử là lúc đầu thì người ta cũng lạ là tại sao thấy cả ông trung tá hải quân mà đi theo ông thiếu tướng sư đoàn, tư lệnh sư đoàn. Nhưng mà sau này mẹ ông trong bộ tham mưu nói là ông đó là cháu của ông tướng đó. Thì giờ tôi với là tất cả anh em bộ binh cũng có một cái tình cảm. Nhưng mà tình cảm đó cũng đôi khi cũng cực cho tôi ghê lắm, là có khi 12 giờ khuya là bên sư đoàn nói là phải đi giải cứu cái đồn này, giải cứu đồn kia, là tôi phải đích thân tôi dẫn đoàn tàu đi mà giải cứu với mấy cái căn cứ mà dọc theo sông Tiền Giang đó. Thì tôi còn nhớ lại một lần là tôi được lệnh đi tiếp tế cho một cái căn cứ hỏa lực, hình như là tôi, nếu như tôi nhớ không lầm, là kêu là kinh 12 ở tại vùng Cái Bè đó. Thì kinh đã bị Việt Cộng cô lập, thì tôi đi tôi tiếp tế được, nhưng mà trên đường về thì tôi bị phục kích, ghim đến 2 chiếc. Thì tất cả liên đoàn đó quyết định ở lại cho đến khi mà vớt được 2 chiếc đó. Thì tôi ở lại đi chỗ gần đi sông Lớn đó, chưa về đơn vị, không chịu về đơn vị. Thì tôi ở lại đó, vừa tới đó thì thấy là có trực thăng của ông tư lệnh sư đoàn tới thăm liền. Thì ông tới thăm thì ông tới thăm tôi, ông cười hết á. Ông chỉ là tới ông vỗ vai rồi, ông nói là mọi chuyện được ý. Thì vậy thôi, thì tôi nói đang chờ để mà vớt 2 chiếc đầu đó. Thì thôi ông đi thôi, chiếc máy lên, chiếc máy đi thôi. Thôi thì ông nghĩ vì sao mà ông cứ đi, rồi ông nghĩ là bởi vì muốn có một người thân cận của mình đi cùng để có một cái cảm giác
có người hay là vì sao mà ông lại thích đưa ông đi như vậy ạ? Không phải là tại vì thế này này, ông đưa tôi đi ạ, tại vì thế này lúc đó cái liên đoàn tôi ạ, là trách nhiệm cái vùng Tiền Giang là vùng là định tường với Biên Hòa, tất nhiên là sông Tiền Giang vì là vùng Cộng Hòa, nên thử ông đưa tôi đi mấy trung đoàn là phải phần lớn là mấy trung đoàn về mấy căn cứ hỏa lực là vậy đó, để cho tôi biết tình hình là vậy thôi. Thì bác cũng có lẽ cũng nhờ đó đó, và cái sự sự liên hệ giữa hải quân với là sư đoàn đó nó tốt đẹp hơn nhiều. Thế thì ông có một cái kỷ niệm đặc biệt nào với tướng Nam mà ông kể không? Dạ thì như tôi nói là ông cái anh em bên bộ binh họ rất là ngạc nhiên với cái vấn đề mà cái tình cảm mà ông dành cho tôi vậy thôi. Mà thật sự đó, cái tình cảm đó là tình cảm hai chiều, tất nhiên là tôi cũng phải là cực khổ với ông trong cái vấn đề mà tôi yểm trợ cho bên bộ binh mà dọc theo sông Tiền Giang với là bên bên Kiên Hòa. Thì nhưng mà tôi cũng là coi như là cái bộ phận của tôi cũng như vậy thôi. Ông có nói đến một lần đoàn tàu bị phục kích là ban nãy ông mới nói đó. Ông có nói những cái chuyện mà đoàn tàu của ông bị phục kích là hai chiếc mà bị chìm đó phải không ạ? Đó Dạ là câu chuyện đó. đó là câu chuyện mà tại vì ông tới ông xuống thăm tôi đó, ông chỉ vỗ vai xong cái rồi hỏi mọi chuyện sao, để tôi nói là đây bây giờ đang chờ mấy cái tàu trục vớt vô để mà vớt hai cái chất đó, thì ông nói được rồi vậy thôi. Theo như sự diễn tả của ông thì tướng Nam là một người rất là mẫu mực. Chắc lẽ nói ăn nói hay cái gì cũng có một cái mức độ nào đó. Có bao giờ mà ông nhìn thấy ông tướng Nam mà trong một cái giây phút cảm động, sợ hãi hay là có một cái tình cảm gì mà coi như là rất là xúc động mà ông nhìn thấy và nếu có thì nó là trong trường hợp nào? Dạ thưa, theo lời của mấy anh trong sư đoàn 7 thì có một lần mà ông giận nhất là sư đoàn 7 được lệnh tổ chức một buổi họp về Bình Định rồi gì đó, mà có sự hiện diện của Tổng tham mưu với Tổng thống nó vậy nữa, với tư lệnh quân đoàn nữa. Thì một ngày trước đó không hiểu sao làm sao mà nó làm sao mà cái phòng họp nó bị cháy. Thì ông giận ghê lắm, ông giận ghê lắm là mà ông biết được là cái trách nhiệm là ai. Nhưng mà ông chỉ mỉm môi lại thì ông nói thôi, ngày đêm cố gắng sửa cho xong để cho kịp cái buổi họp. Nhưng mà ông không có la ai hết, ông cũng không có phạt ai hết. Như vậy thuộc cấp của ông có sợ uy của ông sợ Vì lệnh họ của sợ ông lắm, họ sợ là cái chuyện mà bị phạt để bị thuyên chuyển đi rồi vậy. Nhưng mà rốt cuộc thì ông nói rằng là cái này là cũng là vô tình thôi, chứ không phải là cố ý mà là làm xảy ra cái sự việc như vậy, thì ông cũng không có phạt gì. vậy? Theo như ông thì ông là một người cư xử có tình có lý và được cái sự phục được nhân tâm của thuộc cấp của ông hay sao? Dạ, cái tôi thấy rằng sư đoàn 7 đang đang từ một cái vị trí của một sư đoàn đang có vấn đề mà lên là thứ nhất trong lần lượng giá hàng năm của Bộ Tổng tham mưu, thì điều đó chứng tỏ rằng là cái thuộc cấp nhất là hàng binh sĩ đó, họ thương ông ghê lắm. Ông có thể nói thêm một chút từ bên ông nói là sư đoàn 7 đang có vấn đề thì ông có thể nói cái vấn đề đó là gì không? Dạ cái này thì tôi chỉ nói sơ qua thôi. Thì lúc đó là đang cái giai đoạn mà Việt Nam hóa chiến tranh. Thì căn cứ Đồng Tâm là thuộc về sư đoàn 9 của Bộ binh Hoa Kỳ. Thì sư đoàn 9 Bộ binh Hoa Kỳ đó bàn giao căn cứ Đồng Tâm lại cho Việt Nam. Thì hình như trong lúc mà bàn giao thì cũng có một cái sự nào đó mà người Mỹ họ không hài lòng. Thì họ báo cáo về Tổng tham mưu. Và Bộ Tổng tham mưu quyết định thay vị tư lệnh sư đoàn. Thì lúc đó là ông Nam đang còn đại tá lữ đoàn 3 nhiệm vụ lúc đó là 70. Cuối năm 70 thì ông Nam lệnh là về thay thế cái vị tư lệnh của sư đoàn 7 bộ binh. Thưa ông gần gũi ông có thấy ông Nam nói gì về cái vấn đề vai trò của người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam không? Ông có thấy ông tỏ bày hay là có lời nói gì về cái liên hệ giữa người Mỹ và quân lực Mỹ và quân lực Việt Nam ở ngoài có vấn đề gì hay là có như thế nào không? Thưa chị, tôi nghĩ rằng có hai cái vấn đề. Về vấn đề quân sự đó, thì cái quân lực Mỹ nó rất tốt đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và có nhiều vị sĩ quan cũng như tướng lãnh coi Việt Nam giống như là
là cũng như là tổ quốc của họ, và họ giúp cho Việt Nam hết mình. Nhưng mà cái vấn đề chính trị lại vẫn là một vấn đề khác. Thì có lẽ rằng ông Nam cũng hiểu được cái vấn đề như vậy. Tại vì tôi còn nhớ là sau này có mấy người bạn tôi ở cung đoàn nói rằng là mấy cái ngày mà cuối cùng trước khi mà miền Nam đầu hàng đó, thì là ông tổng lãnh sự của Mỹ tại Cần Thơ đó, ông vô ông gặp tướng Nam 3 lần. Và theo lời ông Tùy Viễn đó, thì lần thứ 3 ông tổng lãnh sự có vẻ rất là buồn. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ là người Mỹ quyết là cố thuyết phục ông Nam để mà di tản, nhưng mà ông đi. Thông thì bây giờ mình chuyển sang cái phần đau buồn, đó là những cái ngày ông biết gì về những ngày cuối cùng của tướng Nguyễn Khoa Nam? Dạ thưa, bây giờ thì những ngày cuối cùng của tướng Nguyễn Khoa Nam thì bây giờ tôi qua cái vấn đề khác là tôi về cuốn sách Nguyễn Khoa Nam. Thì vào khoảng một năm 1999, thì sau khi tôi có lẽ là vấn đề công ăn việc làm, vấn đề tất cả hết, vấn đề mà cuộc sống riêng tư cũng gia đình cũng tạm ổn định rồi đó, thì tôi nghĩ rằng tôi phải có trách nhiệm để mà viết về cuốn sách về tướng Nam. Thì lúc đó là tôi bắt đầu viết về cuốn sách về tướng Nam. Thì lúc đầu cũng rất là khó khăn, tại vì tất cả những người mà tôi nói chuyện đó thì họ nghĩ rằng hoặc là tôi là nhà báo, hoặc là tôi là hoặc là nhà báo hay là một cái nhà văn nào đó. Nhưng tôi nói tôi không phải, tôi là gọi ông tướng Nam bằng cậu, thì tôi muốn làm một cái gì cho ông đó. Thì sau đó thì nó có một cái sự kêu là vấn đề tâm linh nào đó, thì tự nhiên cái sự giúp đỡ nó đến một rất là nồng nhiệt từ tất cả quý vị niên trưởng, từ sư đoàn Nhị Dù cho tới sư đoàn 7, cho tới trường Võ Khoa Thủ Đức. Tôi lấy ví dụ như là bác sĩ Hoàng Cơ Linh là đang ở Pháp, thì ông gửi cho tôi tất cả tài liệu gì mà ông nói ông giữ trong suốt cuộc đời của ông giữ đến bây giờ ông giao lại cho tôi hết. Thì ông tất cả hình ảnh đồ gì đó là ông giao lại cho tôi hết. Thì ông đã khi nào anh làm xong cuốn sách thì anh trả lại cho tôi. Thì đó là một trong những cái kỷ niệm tôi luôn luôn mà kêu là tri ân những sự giúp đỡ của quý niên trưởng trong sư đoàn Nhị Dù, sư đoàn 7, quân đoàn 4, thì là trường Võ Khoa Thủ Đức. Thì khi mà tôi phát hành cái cuốn đầu tiên năm 2001 thì là in tại Mỹ, thì phát hành được khoảng 3-4 ngàn cuốn, thì quý vị niên trưởng nói rằng là anh nên làm một cái gì trân trọng hơn cho tướng Nguyễn Khoa Nam. Thì sau đó tôi quyết định tôi cập nhật lại cái tất cả cuốn sách đó, và cuốn thứ hai in vào ra mắt vào năm 2007, và tôi in tại Đài Loan. Thì bán xong được 1.500 cuốn thì tôi quyết định tôi ngưng lại, dù rằng nhu cầu vẫn còn nhưng mà tôi ngưng lại. Thưa ông, thì qua cái sự nghiên cứu và đi phỏng vấn cũng như là gặp gỡ tất cả những người đã từng làm việc với tướng Nguyễn Khoa Nam, cũng như là sống với tướng Nguyễn Khoa Nam và những giờ cuối cùng, thì ông có thể kể ngắn gọn nó như thế nào, những cái cuốn sách của ông chắc chắn là một cái công trình khảo cứu rất là quan trọng. Nhưng mà có những người họ cũng không có dịp được đọc, thì đây cái phim này hy vọng sẽ truyền tải được cái suy nghĩ, cái nhận xét của ông để người ta được hiểu biết về tướng Nguyễn Khoa Nam như thế nào. Thì thưa chị, là tướng Nam về lễ quân đoàn 4 vào cuối năm 1974, tất nhiên là ông ở quân đoàn đó khoảng 5 tháng thôi. Thì khi mà ông về quân đoàn 4 thì tình hình đã khá nặng rồi. Và với một cái sự hiểu biết của một tướng lãnh thì ông cũng có thể biết được là những cái gì sẽ xảy ra cho miền Nam. Thì theo lời tôi viết cuốn sách Nguyễn Khoa Nam đó, thì tôi được sự giúp đỡ của tất cả các sĩ quan cùng khóa với tướng Nam, cũng như các sĩ quan của sư đoàn 7, của quân đoàn 4, và nhất là hai người tùy viên, hai ông trung úy tùy viên, tất nhiên là ông trung úy Nguyễn Ngọc Danh và ông trung úy là Nguyễn Trung Quang. Thì hai Danh vẫn còn ở đây, vẫn còn ở Mỹ, ở trên San Jose, và Quang vẫn còn ở dưới Orange County. Thì lúc mà ông rời sư đoàn 7 đó,
thì ông bảo ngoan là ở lại với tướng hai, tại vì ông nói rằng là tướng hai mới về chưa quen thuộc cái khu vực Tiền Giang đó, thì ngoan ở lại, thì ông đưa Danh về với quân đồn bốn. Thì có lẽ nói là Trung úy Danh là cái người mà sống với ông cho đến khi ông tự sát. Thì là tất cả những cái gì về những phút cuối cùng của quân đồng bộ và của ông đó thì đều viết trong có đều có ghi trong cuốn sách của Nguyễn Khoa Nam hết. Nhưng mà cũng có một cái vấn đề mà tôi muốn nêu ra là khóa bên Mỹ này thì có nhiều người nói tại sao mà tướng Nam không tiếp tục chiến đấu, coi như là lệnh của tướng Dương Văn Minh coi như không có đi. Thì tại sao tướng Nam không tiếp tục chiến đấu? Tại vì lúc đó sư đoàn 4 vẫn còn nguyên, à quân đoàn 4 vẫn còn nguyên vẹn, không có mất một cái quân lì nào hết. Thì theo chỗ tôi nghĩ đó, mà sau này tôi nói về cái sự anh hùng của tướng Nam đó, thì tướng Nam cũng nghĩ rằng thì là chắc là người Mỹ cũng sẽ bỏ miền Nam. Và nếu như mà ông mà tiếp tục chiến đấu thì ông có thể chiến đấu thêm đồ khoảng đồ 6 tháng nữa. Nhưng mà cái kết quả thì nó cũng không thay đổi gì. Mà nếu như ông tiếp tục chiến đấu thêm 6 tháng đó thì ít nhất cũng phải là 100 ngàn, 200 ngàn dân quân miền Nam cả miền Bắc có thể hy sinh thêm nữa. Thì ông vì muốn cứu cái sinh mạng của quân dân cả hai miền và ông tự sát vì cái thanh danh của ông. Thì đó là cái nhiều người muốn hỏi tôi như vậy, thì tôi nói rằng đây là cái sự suy nghĩ của tôi thôi. Chứ tôi cũng không có cái bằng chứng gì để mà chứng tỏ cái sự suy nghĩ của tôi. Thưa ông, thì cảm ơn ông đã chia sẻ những cái ý nghĩ riêng tư. Qua những cái sự nghiên cứu đó thì ông có thể, trong cái dịp này, ông có thể kể lại những cái lời mà ông đã, những cái người kể cho ông cũng như là những sự nghiên cứu. Thì ông tóm tắt và ông Nguyễn Khoa Nam đã chọn cái chết như thế nào, đã hành xử như thế nào? Trong cái khía cạnh này đó, tôi chỉ xin nên nêu ra ba điều. Cái vấn đề thứ nhất mà như tôi vừa nói khi nãy đó là ông Tổng lãnh sự Hoa Kỳ vào những ngày cuối cùng xuống gặp tướng Nam ba lần. Và cái lần chót thì ông có vẻ rất là buồn bã mà đi ra, chứng tỏ rằng là ông đó không thuyết phục được tướng Nam mà có lẽ là di tản theo theo người Mỹ. Thì như vậy chứng tỏ rằng là ông đã quyết định ở lại với những người lính của ông, những người đã hy sinh cho ông thì ông phải ở lại. Và vấn đề thứ hai mà tôi vừa mới nói đó là ông quyết định không chiến đấu là tại vì có lẽ là ông chỉ quyết định về cái thân phận của ông, chứ ông không muốn đánh nhau để mà gây thêm chết chóc cho cả hai miền. Và như vậy đó thì ông không phải là một, tôi không nói trong cái vấn đề gia đình mà cũng không phải là nói về miền Nam, mà ông là anh hùng cho cả dân tộc Việt Nam. Tại vì đôi khi cái sự hy sinh của ông đó có thể rằng cũng là giúp cho những người lính miền Bắc khỏi chết chóc thêm. Thì tôi nghĩ rằng là cả dân tộc Việt Nam đều phải tri ân cái sự hy sinh của ông. Một ngày nào đó tôi chưa nắm bắt được. Thưa ông, thì với cái sức lực của ông Nam, cái tài cầm quân cũng như là cái không khí của miền Nam lúc bây giờ, quân đoàn 4 lúc bây giờ ông nói là vẫn còn nguyên vẹn đó, thì ông nghĩ rằng nếu mà đánh với quân cộng sản, ông nghĩ là ông sẽ thắng không? Thưa chị, mình phải đặt cái vấn đề cho nó rõ ràng là chiến tranh Việt Nam nó phải chấm dứt. Và tôi nghĩ rằng là miền Bắc ở trong cái vị thế mà được sự đồng ý của quốc tế để mà coi như là để trở thành người chiến thắng, chứ thật sự họ cũng phải là chiến thắng đâu, nhưng mà được họ được quốc tế dàn xếp để mà trở thành cái vị thế của người chiến thắng. Thì tôi lúc mà những cái ngày cuối của 1975 tôi ở vùng 1, thì sau này đã tôi có nghe được những cái chuyện mà người Mỹ nói với tướng Ngô Quang Trượng. Thì tướng Ngô Quang Trượng lúc đó là tư lệnh quân đoàn 1 quân khu 1, và lúc đó là hai vị tổng giám mục của địa phận Huế và Đà Nẵng có vô gặp tướng Trượng để mà coi như là chuyển lời lại
những cái gì mà họ họ liên hệ được với người Mỹ, và cũng đề nghị tướng trưởng là làm thế nào mà để mà đánh chết dân đi. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là tướng trưởng và tướng Nam cũng đều được người Mỹ nói rõ về cái vấn đề vận mạng của miền Nam, và có lẽ là hai ông đều làm những cái gì có thể được để mà tránh chết chóc thêm cho dân chúng miền Nam mà không giải quyết được vấn đề gì hết. Thông thì để mà đi tìm hiểu về cái chết của tướng Nam đó, thì chúng tôi cũng không có cái khả năng đi hết, và ông đã làm một cuốn sách rất là đầy đủ. Thì người ta đã kể với ông tướng Nam đã chết như thế nào? Dạ thưa, thế này là đến ngày 30 tháng 4 thì lúc đó còn họp tất cả các đơn vị trưởng của quân khu 4, thì là người tùy viên bảo cho ông biết là tướng Minh đã ra lệnh đầu hàng. Lúc đó là khoảng 10 giờ hay 11 giờ ngày 30 tháng 4. Thì vừa nghe nói, vừa người tùy viên cho biết là tướng Minh đã ra lệnh đầu hàng, thì ông, thì tướng Nam coi như là chấm dứt cái của các đơn vị trưởng và nói rằng là các anh theo lệnh của Tổng thống. Thì buổi chiều ngày 30, ông vẫn còn làm việc. Và theo tôi, theo lời của ông Trung ủy Dánh đó, thì có một hai phái đoàn gì đó của Việt Cộng vào gặp ông. Và đến 6 giờ chiều thì là ông còn tới thăm thương binh của Việt Nam Cộng Hòa tại bệnh viện Phan Thanh Giản. Và đến tối đó thì là ông trở về lại tư dinh của ông. Thì lúc đó là có Trung ủy Danh là tùy viên, và Trung ủy Việt là cũng là một tùy viên mới nữa thì ở với ông. Thì buổi tối đó thì cũng có thêm một phái đoàn của Việt Cộng vào gặp ông nữa. Thì cái nội dung mà cái nói chuyện thì không ai nắm bực được, nhưng mà thấy rằng là phái đoàn của Việt Cộng vào nói chuyện với ông xong họ đi ra thôi. Thì sau này tôi nghĩ là nếu như chỉ để ý là tướng Lê Văn Hưng, là tất nhiên là tư lệnh phó quân đông 4, ông tự sát lúc khoảng là khuya 30, thì là có bảo cho tướng Nam biết, thì tướng Nam có nói rằng là chết làm chi vậy. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái đầu óc của tướng Nam là ông muốn ở lại đến 30 để mà bảo đảm rằng mọi việc nó không có đánh nhau, không có chết chóc thêm. Thì sáng ngày mùng 1, thì ông với ông tướng Nam với là Trung ủy Dánh với Trung ủy Việt còn lên lan can để nhìn lại cái Cần Thơ lần cuối cùng. Và theo lời Trung ủy Dánh đó là cả ba thầy trò khóc kích. Và lúc khoảng độ sáng mùng 1 đó, thì ông tướng Nam lấy ra hai cái vali Samsonite. Ông nói là ông cho ông Dánh một cái và ông cho ông Việt một cái. Hai cái Samsonite. Và khoảng 7 giờ thì ông nói là ông mặc đồ đang mặc quân phục đàng hoàng lắm. Thì ông nói với Trung ủy Dánh, ông nói qua bên xuống, lúc đó Trung ủy Việt đang ở giữa cái cứ xã nhỏ nhỏ đó. Thì ông nói bảo Việt đem vợ con đi. Tại vì Dánh nó còn độc thân, còn Việt thì có gia đình. Thì ông nói là Dánh xuống nói Việt đem vợ con đi. Thì Việt mới đi đồ nửa đường thì là nghe tiếng súng trong phòng. Thì ông tự sát trước băng Phật. Thì lúc đó là 7 giờ 30 ngày mùng 1 tháng 5. Dạ. Thì lúc đó trong cái dinh tư lệnh chỉ còn lại là Trung ủy Dánh và một người quản gia là trung sĩ, nếu như tôi không nhớ rõ tên, nhưng mà có trung sĩ 2 là người quản gia mà theo ông từ lúc ông nhỏ dễ dù về làm quản gia cho ông. Thì đó là khoảng là từ 7 giờ cho tới 7 rưỡi ngày mùng 1 tháng 5. Thưa ông, thì ông dùng loại vũ khí nào? Dạ, ông đi đâu thì ông có cái khẩu súng côn của ông hết. Thì ông dùng khẩu súng côn của ông đó để mà tự sát. Bằng bao đồng, dạ. Cái người trung úy Danh có kể cho ông là khi mọi người vào thì nhìn thấy cái cảnh là như thế nào không? Dạ, khi thì là Dánh vào thì nói là ông đã gục trên cái sofa, và cái mảnh đạn súng côn thì đi từ bên phải qua bên trái. Thì là người Dánh với trung sĩ 2 là trung sĩ quản gia đó,
thì làm thủ tục tẩm liệm, phải tẩm liệm nhưng mà quăng cái rá trắng cho ông. Thì sau đó là liên lạc với là bác sĩ Tùng, trung trung tá Tùng là bác sĩ là coi như chỉ huy trưởng quân y viện Phan Thanh Giản, thì đưa xác ông về quân y viện Phan Thanh Giản. Và sau này đó thì theo theo chỗ tôi biết đó thì một số anh em binh sĩ là trong cái trung đội chúng sự đó là tẩm liệm cho ông và chống ông luôn. Tại vì lúc đó thì tất cả các sĩ quan quân đoàn cũng chuẩn bị để làm thủ tục trình diện hết rồi. Thì là tất cả mấy binh sĩ trong trung đội chúng sự đó thì là chôn ông ở một cái phía góc trái của nghĩa trang Cần Thơ, nghĩa trang quân đội Cần Thơ. Hiện tại thì cái phần mộ vẫn còn. Dạ không. Thì đến năm 1984 thì cộng sản họ ra lệnh là coi như là dẹp cái nghĩa trang quân đội ở tại Cần Thơ. Thì thông báo cho gia đình, thì bà mợ tôi, tất nhiên là bà Trần Thị Kim Đỉnh, tất nhiên là bà vợ với của Nguyễn Quốc Phước, vì một người em tôi về xin cải táng. Và xin cải táng thì cũng sự may mắn là gặp lại được cái người lính mà lo trốn ông ấy. Ông đó lại có cái nhà đối diện ngay với cái nghĩa trang quân đội Cần Thơ. Thì ông biết liền, thì ông tới chỉ cho bà mợ tôi với đứa em tôi làm cái làm thủ tục mà dời mộ. Và sau đó là đưa cái hài cốt của ông lên chùa Già Lam. Chùa Già Lam là chùa mà của dòng họ Nguyễn Khoa ở tại Gò Vấp. Và lúc đó là hòa thượng chủ trì đó là hòa thượng Thích Trí Thụ. Thì ông Thích Trí Thụ làm lễ mà cải táng chống Nam. Và sau đó thì là hình như là một hai tuần gì đó ông mất luôn. Yeah. Thưa ông, muốn hỏi thăm ông về cái vấn đề cái sự đối xử của chính quyền mới cộng sản với gia đình trong tất cả những cái chuyện những ngày cuối của chống Nam, cũng như là cái vấn đề chôn cất cũng như là cải táng như thế nào? Dạ thưa, thì thế này là khi mà bà mờ tối đó mà đưa cái trò của ông lên từ Cần Thơ lên Sài Gòn đó, thì bà nghĩ rằng là đường Nam đã hy cuộc đời cho miền Nam. Thì bà chia cái cốt của ông thành ba phần. Một phần ba bà rải đi sông Hậu Giang, rồi một phần ba là bà rải đi sông Tiền Giang, và một phần ba thì bà đưa lên để mà cải táng cái chùa Gia Lam. Thì trong cái giai đoạn đầu đó thì chính quyền Việt Nam họ cũng biết chuyện đó, rồi họ cũng biết là thường trò Thích Trí Thụ là bạn thân của ông ngoại tôi, thì họ cũng hạn chế cái sự mà thăm viếng đó vậy. Nhưng mà thật sự thì họ cũng làm cái chi, tại vì cái hình của tướng Nam mà hiện còn hiện tại mà tại chùa Gia Lam là lúc đó là đứa con sinh viên sĩ quan từ bị Thủ Đức có lóng gì hết. Thành thử là bây giờ thì cái hình vẫn để như vậy. Và chùa Gia Lam thì bây giờ là cái hài cốt của tướng Nam được đặt bên cạnh ông cụ của tôi. Tại vì chùa Gia Lam nó có từng ô, một ô cho một gia đình. Thì một ô thì là hiện tại thì để là ba chỗ, là ông cụ tôi, tướng Nam, và một chỗ là để dành cho bà cụ tôi. Tại vì bà cụ tôi năm nay 94 tuổi, bà vẫn còn sống ở Sài Gòn. Thì tôi thấy thì là họ có nhiều người không biết là cái vì thế cái lò cốt ở đó chăm chỗ nào. Thành thử thường thường hỏi người trong chùa thì chùa biết là tưởng năm. Thành thử đôi khi thì cũng vui thôi, là tới đó thì tặng cho số tiền rồi thì mọi chuyện êm đẹp hết. Tất nhiên là mấy người mà từ Mỹ về đó thì tới đó thì họ chỉ liền, nhưng mà tặng cho một số tiền đấy thôi, thế thì cũng có cái gì khó khăn hết. Thưa ông, thì nhìn lại tất cả những cái chuyện gì đã xảy ra trong cái khung cảnh của đất nước của bây giờ, cũng như là có một người cậu ruột là một vị tướng rất là anh dũng trong cái thời chiến và đã chọn cái chết để mà nói lên cái sự trung thành cũng như là cái ý chí được quyết chiến đấu của người tướng, nhưng mà trong hoàn cảnh không làm gì được thì phải tưởng tiếc để nói lên cái thanh danh của mình cũng như là thanh danh của đất nước. Thì ông có những cái suy nghĩ, cảm nghĩ như thế nào
xin ông chia sẻ. Thưa, tôi cũng nói những cái cảm nghĩ của tôi đối với cái quê hương Việt Nam, tại vì cho đến bây giờ cũng là 38 năm rồi. Thì đây là những sự suy nghĩ của cá nhân tôi, chứ không có đại diện cho một ai hết. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đầu tiên tôi muốn nói là tôi luôn luôn có cái sự kính trọng đối với những người bạn bè của tôi, đối với những sĩ quan bị cải tạo sau cái cuộc chiến 75, thì họ là những cái người mà bị đối đãi tàn nhẫn và hy sinh rất là nhiều. Thành thử sau này đôi khi có những cái thảo luận gì mà có thể rằng tôi không đồng ý với họ đó, nhưng mà tôi luôn luôn giữ cái sự kính trọng đối với họ. Thì đối với tôi bây giờ đó, thì tôi phân biệt rất là rõ ràng giữa quê hương và chế độ. Thì cái chế độ cộng sản bây giờ cũng như là những cái chế độ Đinh Lê Trần Lý hay là Đệ Nhất Cộng Hòa, Đệ Nhị Cộng Hòa, chế độ chỉ là cái giai đoạn thôi, còn cái quê hương đó thì nó luôn luôn là nó trường tồn. Thì cách đây năm 2009 thì tôi có lập một website về tranh chấp Biển Đông. Thì lúc đầu thì tôi lập website là cũng nói cho mình về hưu thì mình lập website để có cái gì làm việc, để mà coi như trong tuổi già vậy thôi. Nhưng mà sau 3 năm thì tự nhiên là tôi tìm ra đó là cái website tôi đến bây giờ đó là khoảng 250.000 lượt truy cập, và 73% là cái giới nghiên cứu trong quốc nội, chỉ có 16% từ châu Âu và 10% tại Bắc Mỹ. Thì sau này tôi cũng có nhận được một vài lời cảm ơn qua email của những cái giới giáo sư đại học tại miền Bắc. Thì tôi nghĩ rằng bây giờ thì nó trở thành là vừa giống như là vừa mà cái niềm vui mà vừa là bổn phận. Thì tôi giúp cho họ những cái nhìn rất là đa chiều cái về vấn đề Việt Nam cũng như là về vấn đề Biển Đông. Thì bây giờ tôi vẫn tiếp tục như vậy, và tôi nghĩ rằng có thể những cái gì tôi làm có thể đem lại một cái sự mà thông cảm giữa cái đồng bào mà hải ngoại, Việt Nam hải ngoại và Việt Nam quốc nội. Thương thì ông có mơ ước gì cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước? Thưa chị, thì bây giờ tôi về hưu và tôi qua đây được lúc 75 và tôi làm cho công ty Mỹ cũng quá như gần hơn 25 năm. Thành thử về và tôi quay đất nước Mỹ này là giống như quê hương thứ hai của tôi. Tôi không dùng chữ tạm dung hay là những danh mà có hơi chỉnh trì chút. Đây là cái quê hương thứ hai của tôi, và tôi về hưu ở đây và có lẽ tôi cũng chết ở đây. Và tôi luôn luôn tri ân những cái gì mà cái quốc gia Mỹ làm cho cái đồng bào miền Nam của mình. Và tôi vẫn nghĩ rằng là có một lúc nào đó, ở một thời điểm nào đó đó, Việt Nam sẽ có một những cái sự thay đổi cần thiết để mà bảo toàn sự toàn vẹn, lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Thưa ông, còn điều gì ông chia sẻ nữa không? Dạ, thì tôi thấy rằng là cái vấn đề thời điểm thì tôi không dám nói được, tại vì tôi không nắm vững. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ không sớm thì muộn thì Việt Nam cũng có một vài sự thay đổi. Và tôi nghĩ rằng thì thay đổi nhiều hay thay đổi ít thì tôi không nắm vững được. Nhưng mà tôi lẽ là có thể có sự thay đổi mà tốt đẹp cho cái dân tộc Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông một lần nữa đã dành thời giờ cho cái cuộc phỏng vấn này. Những cái điều nói về vị tướng Nguyễn Khoa Nam sẽ là những cái tin tức thông tin về một vị tướng anh hùng mà những người trẻ và những người ngoại quốc cần phải được biết. Yeah. À, vâng. Thưa, xin kính chào ông. Ông còn muốn nói gì không? Dạ, thì có một vấn đề nữa là cái sự mà liên hệ của cộng đồng Việt Nam trên thế giới và cái quốc gia Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng là người Mỹ đưa quân vào Việt Nam cũng như người Mỹ rút lui khỏi Việt Nam là vì quyền lợi của nước Mỹ. Nước Mỹ có thua trận. Nếu như mình nói rằng là, nếu như nói hơi chủ quan một chút là nói nước Mỹ thua trận hay là
hay là nói là như cuốn sách của giáo sư Nguyễn Từ Hưng nói là khi đồng minh bỏ chạy, thật sự thì nước Mỹ đi vào Việt Nam và nước Mỹ rút lui khỏi Việt Nam là vì cái quyền lợi của nước Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ là trong một thời gian nào đó đó, quyền lợi của nước Mỹ và quyền lợi của Việt Nam nó sẽ đi song song với nhau. Và lúc đó thì tôi thấy rằng mọi sự nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Trong khi ông nói đến cái câu đó thì chúng tôi muốn hỏi ông thêm một câu là vậy thì chúng ta những người Việt Nam miền Nam mình học được phải học từ qua cái cuộc chiến tranh miền Nam, bởi vì người Mỹ họ có làm cái gì chăng nữa thì cũng là quyền lợi của họ thôi, và đã có những lúc mà quyền lợi của họ đã gắn liền với miền Nam Việt Nam chúng ta, nhưng mà cái và họ đã hết lòng trong lúc chiến đấu, như cũng như ông nói đó. Còn về vấn đề chính trị thì tất nhiên lúc nào cũng có những vấn đề này vấn đề kia, nhưng mà đã có những ngày tháng chúng ta không chối bỏ được là người Mỹ đã hết lòng với miền Nam Việt Nam. Đó là những cái ngày tháng mà chúng ta nhìn vào lịch sử thì thấy như vậy. Thì như ông nói là sẽ có một ngày nào đó chắc cũng không có xa là quyền lợi của người Mỹ một lần nữa lại gắn liền với cái quyền lợi của Việt Nam chúng ta, và chúng ta học được bài học gì qua cái lần đầu tiên mà chúng ta đã từng chiến đấu, từng làm việc với người Mỹ, và cuối cùng là miền Nam chúng ta bị thất bại. Thưa chị, nếu như nghĩ sâu về cái cuộc chiến Việt Nam đó, thì cuộc chiến Việt Nam đúng ra là cuộc chiến mà không cần thiết. Nhưng mà những cái định mạng lịch sử đó, nó trong một cái, những cái thời điểm khác nhau đó, nó tạo thành cái cuộc chiến Việt Nam. Thì tôi còn nhớ qua đấy đó, tôi còn nhớ trong giai đoạn cuối của cuộc chiến Việt Nam đó, thì tướng Độc Nhạn Mô Xí Đai Giăng, tức như ông đó là người Do Thái, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, thì ông nói rằng là nước Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến Việt Nam và trở lại sau đó. Thì tôi nghĩ rằng với một người, với một vị mà kêu là Tổng trưởng Quốc phòng của Do Thái mà nói như vậy đó, thì họ có những lý do rất là rõ ràng để họ nói như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái vấn đề thời gian thôi. Tuy nhiên cũng có một cái nhiều cái vấn đề trở ngại phải giải quyết trước khi mình đạt đến như vậy. Thưa các cá nhân ông thì ông nghĩ gì về cái bài học cho người Việt Nam chúng ta qua cái cuộc chiến này? Cái vấn đề mà tôi đôi khi tôi nói chuyện với bạn bè rất là thân đó, thì tôi nghĩ rằng nó có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề định mạng lịch sử của dân tộc mình. Đôi khi tôi ngồi tôi lại chơi với anh em đó, tôi nói có lẽ là vì cái vấn đề dân Việt Nam mình cũng đi mà chiếm đất của chiếm thành rồi vậy đó, thì đây là cái chuyện mà cái quả báo mà dân phải trả. Thì có lẽ là trong giai đoạn sắp tới là cái quả báo nó xong rồi, thì mình cũng xứng đáng để mình hưởng được những cái gì mà dân tộc Việt Nam cần hưởng. Vì còn cái vấn đề thứ hai, tôi nhớ là có một lần mà chính quyền cộng sản họ nói với, trong lúc đi nói chuyện với Thái Lan, thì nói rằng là mình chiến thắng nước Mỹ. Nhưng mà Thái Lan nói thì có lẽ là mấy ông cũng hạnh diện, nhưng mà tụi tôi thì hạnh diện hơn, là tụi tôi không có chiến tranh. Thì đó là những cái điều mà dân tộc Việt Nam, những cái người mà có trách nhiệm với dân tộc Việt Nam phải cần tìm hiểu lại, là giữa chiến thắng và không có chiến tranh thì là cái nào là hay hơn. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn ông. Dạ cảm ơn chị.